Good morning. Trong cái bao đồ á. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Ngọc và Phò nha. Bây giờ nhà Ngọc buổi sáng ngủ dậy rồi, sửa sàng rồi, make up rồi. Bây giờ gia đình Ngọc đi ăn sáng các bạn, đi ra bên này ăn buffet sáng. Này, thành viên nhà Ngọc. Mommy. Daddy ở ngoài sao kìa. Em gái Ngọc nó đi trước rồi nè. Nó đó bụng nó đi trước rồi. Nó bụng đi trước rồi. Giờ mình đi xuống nha. Wow. Đẹp quá. Sạn đẹp. Nè các bạn, hồ bơi hôm qua Ngọc bơi đây. Giờ mình đi ăn này. Bên này nha. Mời các bạn cùng đi với Ngọc nha. Ô cái chỗ này dễ thương quá vậy. Hồi nhà mình sẽ ngồi chỗ nào? Đi vô đây trước đi. Bây giờ Ngọc vô đây trước đi vô. Ồ, có đưa giấy cho mọi người chưa? Ồ. Wow. Để lên quay cho các bạn coi buổi sáng mình ăn buffet gì nha. Có gì? Đi từ bên này đi. Ốc từ đi, đi từ bên này đi Ốc. Để cho bạn coi coi có gì không. Đây. Chút nữa. Đây nó có bánh mì nè các bạn. Đủ loại bánh mì luôn nha. Các loại bánh mì luôn. Ốc quay gần cho các bạn coi. Đủ loại bánh mì luôn. Nè, bên này có custard nè Út. Bánh custard. Bánh ngọt nhiều ngàn lớp. Bánh này cũng ngon nè. Chuối. Bánh cam, khoai mì, đậu xanh, bông lan. Rau câu. Kim chi chắc ăn với mấy cái đồ kia ở ngoài. Kim chi, xà lách. Các loại nước sốt. Dễ thương ha. Ăn cái này nè, ăn này nè. Bánh mèo, ngoài thích bánh mèo hả? Hay khoai mì. Ăn cái thử chút. Ừ. Khoai mì nè. Ba mày lấy gì ăn đi. Bánh mèo, khoai mì, bánh ếch trần. Đây. Qua đeo. Bên này mình có sữa gì? Sữa đặc nè. Sữa đặc. Nước đá. Nãy ngoài nó chưa có lấy cái bình xuống đựng nước đá. Có nước ép dưa hấu, nước ép ổi. À, mấy cái này là siro. À, mấy cái này là giống như là để mình ăn bánh mì á. Cái này gọi là gì? Xúc xích kiểu Ý. Ủa xúc xích hả? Thịt nguội. Cơm chiên à. Cơm chiên ngon hả? Nhìn hấp dẫn sợ. Mì xào. Nhìn cũng ngon. Cái này là cải xào. Lagu. Ngon quá ha. Nhìn hấp dẫn. Việt Nam ăn sáng nhìn ngon quá sợ. Khoai tây với đậu que. Xào với xịt xông khói. Su mại. Ngon ha. Xôi xịt. Cái món này Ngọc không thích lắm. Tại vì cái món này bên Mỹ hay có. Ngọc không thích. Súp. Súp nhìn ngon vậy. Cháo. Súp. Súp bắp cua. Cháo hào. Ồ, ghê ghê. Cháo hào. Ừ. Rồi đi từ đây lại. Đây, đây. Ồ, có bánh bao đâm lình. Nhìn bánh bao nó trắng tươi à. Bánh bao không không hại muốn nó ngâm ngâm. Này gì đây? Nhưng mà cái món này là há cảo hết rồi, chưa đem lên kịp. Trái cây nè Út. Dâu ua nè, món bà nói dâu ua nè. Dâu ua không đường. Dâu sữa dầu. Dâu ua có đường, sữa dâu. Đi xà, nếu mà ăn muốn ăn nóng bỏ ở đây nè Út. Nóng có gì vậy? Để coi. Trứng quẩy. Hello em. À, bánh canh chả cá. Bánh canh chả cá. Hôm nay có bánh canh chả cá chứ không phải phở. Rồi, cảm ơn em. Tí nữa chị ăn. Không, món ăn thay đổi mỗi ngày. Món ăn thay đổi mỗi ngày. Wow, ở đây cũng phong phú ha. Đồ ăn phong phú dễ sợ luôn á. Rồi. Để Ngọc đi lấy cái gì nha, để Ngọc đi lấy nha. Dĩa, dĩa
dĩa bự ra không? Quảo đi dĩa bự giống. Rồi sẽ lấy một cái bánh bánh này. Để coi coi Ngọc lấy cái gì nha các bạn. Ngọc sẽ coi Ngọc lấy cái gì ăn. Đây cái món. Nhiều món quá. Không biết ăn cái gì. Đây là bánh bao. Thấy nó đẹp đấy. Cái này người ta hay nói gì nè, thân em vừa trắng lại vừa tròn, ba chìm mẻ nổi cái gì đó quên rồi. À, này có cái món cà ri. Ngon và hấp dẫn. Cái này bò hầm. Ngọc lấy miếng nha. Không biết ăn nhai nổi không ta. Thấy cơm ngon quá mà không biết nhai nổi không. Nhìn ngon các bạn, hấp dẫn. Cái này là mình lại mình nướng miếng bánh mì lên mình ăn chung nha. Hấp dẫn. Tiếp tục coi lấy gì nữa. Xíu mại. Đây cái chén khác. Chén nữa hả? Ok. Thêm cái chén nữa. Không cần để cái dĩa đâu, để cái chén lên cái dĩa của chị. Ừ, xíu mại. Một cái thôi. Ngọc với bé nhỏ ăn chung. Ăn cái chút thôi các bạn chứ. Thấy nhiều quá sẽ không có ăn hết. Tại đây nó nhiều món quá. Quá trời nhiều món luôn. Đây tiếp coi cái gì nữa. Còn lấy gì nữa. Cái này không lấy. À, súp. Ngọc lấy chai súp. Chén súp. Ngọc lấy cháo hào. Chén cháo hào nha các bạn. Nhìn ngon quá. Có hào. Có. Để Ngọc sẵn quần lên Ngọc kiếm. Vậy là ba chưa phát hiện cháo hào. Sẵn múc cái này cho ba. Thôi múc lại coi coi ba thấy chưa. Chưa ăn này. Ăn mấy cho nóng. Dì vui nó. Dưới thấm. Ngon. Ngồi múc miếng. Nè. Rồi, đi, bưng cái này ra trước ra. Chút quay trở lại lấy tiếp. Đi. Let's go. Bạn hỏi đâu vậy? Ba có lấy cháo hào. Ví dụ cháo hào. Nhà mình chắc ngồi đây quá. Ngồi đây hả? Chắc ngồi đây rồi đó. Ú, đổ, đổ, đổ. Ngọc lấy bánh bèo nha các bạn. Rồi, bánh bèo. Món này là món Ngọc cũng thích lắm nè các bạn. Nhiều bánh bèo nha, thêm một cái bánh ít trần nữa. Ở Việt Nam đồ ăn đã không các bạn, nhìn ngon không? Ít thôi. Rồi Ngọc lấy thêm miếng chả lụa. Trên bàn Ngọc có những gì các bạn ơi? Ăn sáng mà ăn gì các bạn? Bánh mì, bánh bao, nước dưa hấu. Khoai mì, bánh khoai mì dừa, xíu mại, bò kho, bún chả cá, cháo hào, salad. Bên đây là gồm có những gì? Bên đây là có bánh bèo, chả lụa, bánh xếp, bánh ít trần. Rồi có bánh custard nữa các bạn. Nhìn ngon không? Bên đây Ngọc có gì đây? Cơm chiên. Dẹo qua vòng nữa có nước mắm, có trứng chiên của bà ngoại luôn. Ngoại ăn trứng mắp la. Bên đây để coi coi có gì nè. Xíu mại, xúc xích, bánh mì. Wow, trứng của bà ngoại không ngon bằng bên đây, trứng của ngoại ngon hơn nè. Chiên còn sống sống nè, ngon. Ngoại đang rắc tiêu vô nữa chứ. Wow, nhìn ngon quá. Đẩy lại đằng kia coi bé Út nó ăn cái gì. Bé Út ăn cơm chiên, xôi xịt, trứng ốp la, có mì nữa. Wow, ngon quá à. Rồi bé Út Ngọc nè, đẹp gái chưa, xinh quá. Trời ơi, ghê không? Ba Ngọc hôm nay xin mời cả nhà rồi nữa chứ. Ngoại kìa, ngoại cũng lo ăn lo chụp hình luôn. Ngoại, ngoại ăn ngon nha.
Thôi chúc cả nhà ngon miệng. Ăn sáng gì là quá ngon, ở Việt Nam ăn sáng gì là quá ngon rồi nha. Mời ăn sáng. Mời ăn sáng, mời ăn sáng với Ngọc nha. Để Ngọc coi Ngọc ăn cái gì trước nè. Nhiều đồ ăn quá, Ngọc biết ăn cái gì luôn á các bạn. Ăn miếng ngon, nhiều món quá mà biết ăn cái gì luôn. Ăn miếng chả lụa trước đi. Mẹ cho miếng nước mắm nè. Cho miếng nước mắm. Ngon. Không có muỗng hả? Ngoài cho một cái muỗng mà không cay, không cay nhiều. Càng cái dĩa nè, ngon. Cái này ngon nè các bạn. Để Ngọc bỏ cái này quanh đây để nó khô. Út, Ngọc lấy cho Út luôn này nha Út. Nguyên cái bánh luôn các bạn. Cho vô hỏng hết luôn nha. Mời các bạn, nhìn ngon quá. Ngon quá. Ăn ngon. Để Ngọc đá luôn nửa cái bánh nếp trần luôn. Ngon quá. Ngon. Dẻo dẻo ngon quá. Nè, bánh này ngon à. Bún chả cá, Ngọc thử cái bún chả cá nha. Bánh canh chả cá. Bánh canh chả cá hả? Bánh mì. Bánh mì ốp la không ạ? Wow, chả cá ngon không? Miếng chả cá nè các bạn. Thử miếng chả cá. Miếng chả cá ngon. Bánh canh ngon. Ngon. Thả luôn miếng mà. Ngon. Chả cá ngon. Húp nước thì ngon rồi đó. Mẹ húp thử không? Ngon lắm, nước ngon. Mẹ ăn tương rồi. Ngọt ngon lắm. Nhưng mà cái bánh canh đó, nó chưa có thấm. Cái bánh canh này là đúng cái bánh canh của bà ngoại nữa là ngon. Nó hơi lạ. Con ăn cái món bánh canh của bà ngoại rồi, bây giờ con ăn của ai con thấy cũng ngon bằng. Bà ngoại làm bánh canh ngon lắm các bạn. Ngon nhức nhối luôn. Thử từng món nha các bạn nha. Bánh mì. Nãy nướng bánh mì giờ nó mềm, các bạn đi lấy đồ ăn lại nó mềm. Thử miếng lagu của nó. Lagu đây nè, ngon luôn, ngon lắm. Có gân nè, Ngọc lấy gân không để thử. Mềm, cục gân quá mềm luôn nè, thử nha. Ngon ngoại ơi, thử miếng ngoại ăn với bánh mì nè. Thử để ngoài thử miếng ngon. Thử rồi nó sao? Mềm, ngon. Ngoại thử không? Mềm như nó bỏ bơ á. Không hề, không nghe mùi bơ. Không nghe mùi bơ. Ok, bây giờ Ngọc tạm ngưng chút nha. Ngọc sẽ quay trở lại với các bạn. Ngọc bào hết cái đống này rồi. Tại vì cái đống này mà nếu mà Ngọc để quay camera các bạn coi nó kỳ lắm. Để Ngọc tắt rồi Ngọc bào nó mới đẹp. Trời ơi, ăn sáng no nê các bạn ơi. Bây giờ đi dạo một vòng biển cho các bạn xem buổi sáng nha. Mọi người ăn uống cũng đông lắm các bạn. Ăn uống cũng đông ha. Ở dưới đây có ghế ngồi nè, nhưng mà hơi nắng các bạn. Bên đó là biển, nó chói lắm. Đá quá trời hả Út hả? Có đường đi ra. Có không? Có đường. Có đường đi ra nữa nè các bạn. Biển bên ông. Khách sạn Ngọc ở bên này các bạn.
Nó có hai bên lận bên đồi nữa nha các bạn. Biển bên rồi, đây. Check in đi các bạn ơi. Biển. Bây giờ nước nó đang cạn đó các bạn, nó rút ra ngoài á. Chiều cái nó chạy lên đây, hôm qua là biển nó lên tới trên đây luôn á các bạn. Bây giờ nó rút ra rồi. Ở bên đây vừa biển, nhìn thấy biển mà nhìn thấy núi luôn nè, các bạn thấy núi không? Ngọc đi qua đây cho các bạn xem nè. Bây giờ mọi người xuống đây uống cà phê á, đông với sợ không các bạn, nhìn đi, đông với sợ đông luôn. Nguyên cái đòn người ta xuống đó, uống cà phê đông. Ở bên đó đó các bạn thấy không? Người ta tắm biển ở dưới đó kìa. Người ta tắm biển dưới đó. Xong rồi nhìn lên thấy núi luôn. Ngồi ở đây chill ha các bạn ha. Vừa ngắm biển vừa nhìn ra núi. Chill dễ sợ luôn. Rồi thì thôi Ngọc cũng xin tạm dừng cái video tại đây nha. Bây giờ vô dọn dẹp phòng lại rồi trả phòng. Xong tụi Ngọc sẽ đi qua bên một cái khách sạn khác. Ngọc sẽ quay một cái khách sạn khác nữa cho các bạn xem nha. Ngọc xin tạm dừng cái video tại đây. Hẹn các bạn ở clip sau. Bye bye.